Bé xin chào cả nhà. Hôm nay bé mời các bạn cùng vô bếp làm món bánh tét chay truyền thống với bảy nha các bạn. Nói tới bánh tét tét chay truyền thống là nghĩ ra là nó khó các bạn ơi, nhưng mà tới bắt tay vô làm thì nó không có khó lắm các bạn ơi. Bây giờ bé mời các bạn cùng vô bếp với bảy nha. Trước khi làm được bánh tét đó thì mình phải có những nguyên liệu này mình ngâm trước qua đêm nha các bạn. Tiếp các bạn ngâm, các bạn nhớ bỏ vô một tí muối các bạn bóp bóp cho nó sạch. Các bạn bóp cho nó sạch tới khi nào mà thấy cái nước nó trong là các bạn bắt đầu mới ngâm nha các bạn. Bây giờ phải vô cho nó sạch cái trong cái nước nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình ngâm. Mình để gì mình ngâm qua đêm. Xong rồi bây giờ mình qua mình ngâm tới cái đậu này. Cái đậu này mình cũng làm cũng y như là nếp vậy đó. Cái đậu này thì mình bỏ nước vô mình ngâm thôi nha các bạn, ngâm để cho nó mềm, sáng mình sáng lại mình luộc cho nó nhanh mềm. Với lại nó nở đều nữa các bạn, không ngâm luộc nó lâu lắm các bạn này. Các bạn bỏ vô nấu, các bạn để sắp sắp nước thôi nha các bạn. Để nhiều quá nó nhão. Giống như các bạn nhớ dần vô một tí muối nha. Nếp này mình ngâm hồi tối, bây giờ mình xả ra hơn 2-3 nước gì đó nha các bạn. Bây giờ mình đổ ra cái gỗ cho nó ráo nha các bạn. Đổ cho ráo xong rồi mình bỏ vô mình xào. Các bạn để cho nó sạch sệt gì đây, mình bỏ vô 2 muỗng đường nha các bạn. Tùy theo các bạn nêm nếm cho vừa khẩu vị của mình. Bỏ đường với muối vô cho cái nhân mình nó đậm đà. Cái phần đậu này đã xong rồi nha các bạn, giờ mình đổ ra mình xả nước đó. Các bạn phải xả cho nó ra cái màu nè. Bây giờ mình xào đậu nha các bạn. Xào cái phần nhân á, mình xào vậy đây là cái nhân nó ngon các bạn ơi. Làm hơi cầu kỳ chút nhưng mà nó ngon, tại vì bảy thích ăn cái khẩu vị gì đây này, tại ngày xưa má bảy làm như gì đây nè, cho nên mình quen ăn cái khẩu vị vậy các bạn ơi. Bởi vì muốn ăn bánh tét một lần là phải tự làm cho hợp khẩu vị của mình á, nhà má bảy cũng vậy. Ăn bánh tét là chỉ là tự làm thôi chứ mua ở ngoài cũng không hợp khẩu vị, cho nên cực các bạn ơi, khó quá mà. Khó quá thì phải tự làm ăn thôi. Giờ mình bỏ cái nhân hồi lúc nãy mình nấu đó các bạn, xong vô mình xào tiếp. Xào cái này giống như xào xào nhân bánh trung thu rồi các bạn. Cho nó như vậy đây là được nha các bạn. Bây giờ mình tắt bếp để cho nó nguội rồi mình nắn thành cái nhân nha các bạn. Rồi cái nhân nó gì đây nha các bạn. Bây giờ mình đổ nước cốt dừa, một lon nước cốt dừa luôn nha các bạn. Để mình xào xào cái nếp. Các bạn bỏ muối với đường vô nha các bạn. Các bạn bỏ muối bỏ đường vô nè. Để cho cái nếp của mình á nó đậm đà nha các bạn. Mình bỏ nếp vô mình đảo cho nó khô lại là được nha các bạn. Nếp mình xào gì đây nè, mình luộc nó cũng nhanh nè các bạn ơi, nó nhanh nhưng mà ăn nó thấm vị hơn là mình không có xào. Quê đúng quê của bảy luôn, là ăn gì đây là má bảy toàn là xào gì đây không à, cho nên ăn riết cũng quen cái vị á các bạn. Bây giờ ăn là phải xào. Nếp bé xào như vậy đã xong nha các bạn. Bây giờ mình tắt bếp, mình đổ ra chảo. Xong bây giờ mình để đó cho nó nguội. Trong khi chờ đợi cho nó nguội thì mình đi chuẩn bị lá chuối nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình gói nha các bạn. Mình cứ chải ra. Tùy theo các bạn muốn ăn cái vỏ nó dày thì mình để nếp nhiều. Còn muốn ăn cái vỏ ít thì mình để mỏng lại. Nhưng mà chị có bảy thì chỉ thích ăn cái nếp nhiều. Cho nên bảy để nhiều. Bắt đầu mình để cái nhân vô. Ừ.
mình quấn nó vậy đây nè, ép nó hai miếng nó lại, ép vậy đây. Rồi cái này rồi các bạn bẻ vô hai nắp vậy đây nha, để nước nó không có bị thấm vô đó các bạn. Xong mình lấy sợi dây thun mình cột tạm lại, mình cột tạm cho nó dính lại thôi. Bắt đầu mình bẻ nó xuống, mình đè cái này nè, mình kè đè cái này mình bẻ xuống. Các bạn cứ giọng gì đây nè, đặng cho nó xuống xuống cái nếp với nó chắc cái bánh mình đó nghe các bạn. Cái này dư nhiều quá mình cắt bớt, cắt ít thôi, bạn đừng có cắt nhiều quá, cắt nhiều quá, cắt sát quá. Tới khi nào mình nó luộc, mình luộc á, cái bắt đầu bung ra. Tại vì bảy bị rồi, cho nên cắt đừng có sát quá. Sát thì gói nó dễ thiệt, nhưng mà tới chừng nó bung các bạn ơi. Mình luộc, mình bỏ vô, mình luộc nó bung ra chứ. Rồi mình đã túm được cái đầu lại nha các bạn. Lấy hai cái miếng lá để lên trên. Đây nè. Xong rồi mình lấy cọng dây thun của mình cột tạm lại. Lại cái đầu ở trên đây. Cũng làm y chang vậy đó nha các bạn. Mình cắt cái lá nó chừa ra dư nhiều á thì mình túm lại cái đầu nó không có được vuông, nó không có được đẹp, nhưng mà cái đầu nó chắc các bạn ơi. Xong rồi bắt đầu mình cột dây lại nha các bạn. Rồi bắt đầu mình cột dây. Ngày xưa bẫy gói á, bẫy gói bẫy cột sao mà nó hay bị đầu lớn đầu nhỏ. Bây giờ bắt đầu mình cột lên nha các bạn. Các bạn nhớ xiết lại nha, xiết gì đây cho cái đòn bánh mình nó chắc. Mình chừa cho nó dài dài sợi dây gì đây các bạn, hồi mình thắt nó lại cho nó dễ. Rồi mình cứ gì đây mà mình tiếp tục mình cột cho hết cái bánh nha các bạn. Túm lại nó gì đây thôi, cái dây để cho nó dài dài một tí, hồi cái mình cột hai đoạn dính lại với nhau, tới chừng mình chở bánh cũng dễ, với mình lấy bánh ra cũng dễ. Bạn thấy cái đòn bánh cứng dễ sợ không? Vì đây là xong rồi mình đem đi luộc thôi các bạn. Bảy gói đòn nhỏ này bảy luộc có 3 tiếng. Nhiều khi tùy theo các bạn dặn là lửa lớn lửa nhỏ. Đặng lửa nở nhỏ thì 4 tiếng. Mình luộc cho nó nở á. Chứ mình luộc sơ sơ không có nở quá thì nó cái nếp nó hay bị mau lại nếp. Xong rồi các bạn. Bây giờ bảy đã bỏ vô luộc nha các bạn. Bánh bảy vừa mới vớt ra các bạn ơi, còn nguội còn nóng quá chưa có cắt, để bảy chờ cho nó nguội xong rồi bảy cắt coi thử ở trong nó như thế nào nha các bạn. Cái bánh bảy để đã nguội rồi nha các bạn, bây giờ bảy lấy cái bảy cắt thử coi ở trong nó như thế nào. Như vậy là cái phần bánh chay truyền thống của bảy đã xong nha các bạn. Các bạn thấy cái nếp nó dẻo dễ sợ không, với lại cái đòn bánh của mình nó dẻ nữa. Giờ bảy sẽ kết thúc cái video ở đây. Bảy cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của bảy nha. Các bạn có thích cái video này của bảy, các bạn nhớ bấm đăng ký like và chia sẻ thật nhiều cho bảy nha. Bảy cảm ơn các bạn, hẹn các bạn vào cái video sau. Bye bye.